Thưa quý vị, ngày 10 tháng 6, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc đã được Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát tổ chức thực hiện, gắn với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua khác. Công an tỉnh đã phát động và thực hiện hơn 55 lượt thi đua ngắn và dài hạn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, làm động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với các chỉ tiêu được Bộ Công an giao. Trong đó, tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đều trên 75%. Tỷ lệ điều tra án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Giải quyết đơn thư tố giác tội phạm đạt 92,8%. Tai nạn giao thông giảm 2/3 tiêu chí. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến thường xuyên được đôn đốc thực hiện. Hàng năm, Công an tỉnh duy trì xây dựng và thực hiện có hiệu quả khoảng 30 mô hình, phần việc. Xây dựng và nhân rộng 20 gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, được lãnh đạo Bộ Công an, các cấp chính quyền khen thưởng, biểu dương. Trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã có 3 lượt tập thể vinh dự được nhận cờ thi đua của Chính phủ, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 3 trong 5 năm, Công an tỉnh được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Nhân dịp hội nghị, Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ trong phong trào thi đua năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương những thành tích Công an tỉnh đã đạt được trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Chúc mừng các gương tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng thời mong muốn phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua yêu nước tiếp tục tạo được sức mạnh, thúc đẩy lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát huy trí tuệ, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Tại hội nghị, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025 với 5 nội dung và giải pháp cụ thể, kêu gọi cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.